Mới đây, một vụ án xảy ra do những mâu thuẫn trên bàn nhậu đã xảy ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình khiến một người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6. Vào thời điểm trên, có hai nhóm thanh niên ngồi ăn nhậu tại quán Thanh Nhàn. Trong đó có nhóm gồm 3 người, bất ngờ một thanh niên là Lê Trí Công, sinh năm 1992, ngụ tại thị trấn Lương Sơn, trong bàn nhậu ba người đến mời chủ quán uống một ly bia, rồi bất ngờ cầm ly tác động vào đầu của anh nhàn chủ quán. Sau đó nhóm của Công xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên lạ mặt còn lại đang ngồi nhậu. Nhóm của Công có sử dụng hung khí mang theo. Trong lúc hai nhóm đang hỗn chiến thì một thanh niên trong nhóm lạ mặt đã dùng dao của quán nhậu đáp trả khiến Công tử vong tại chỗ. Một người trong nhóm của công bị thương nặng, bỏ chạy ra trước, sau đó được đưa đi cấp cứu. Nhóm thanh niên lạ mặt đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra án mạng. Công an thị trấn Lương Sơn đã đến phong tỏa hiện trường và báo cáo vụ việc lên cấp trên. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường vụ án, đồng thời trưng cầu giám định nạn nhân hiện lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm các đối tượng liên quan trong vụ án mạng trên